xong chưa cô? Chị nào xong rồi con đốt cho cô nha. Rồi rồi thôi con đẩy cô ra nha. Dạ rồi bây giờ mình ra nha cô. Rồi thôi con tạm biệt cô nha, con chúc cô luôn mạnh khỏe nha cô. Dạ được. Dạ con này lúc nào cũng ở trên đây nha cô. Dạ dạ cứ mình cứ an nhiên tự tại đi cô nha. Không cho cô à chào. Đốt trước ha. Cái này là áo tròn đúng không? Được. Nhưng mà bữa quên thì sao? Bây giờ mình kiếm cái cây đi anh. Ok để mình rỡ ha. Không cái này phải kiếm cái cây dở dở lên nó mới cháy sao? Đúng rồi, mình kiếm cái cây để mình rỡ cho nó cháy hết. Lấy cái cây anh hất lên. Ủa cần phân cháy tay. Cái đó là mình đi kiếm một cái cây để mình rỡ đi anh, cho nó cháy hết. Đốt súng cho cậu Năm nha mọi người. Đó, thì cái này mà cậu Năm mà phát lên là dưới cái tấm ảnh ở trong kia thì cũng khác gì một vị vua nha. Thì cái tấm này là của thầy Thích Thiện Tâm để gửi đến cho xuống cho cậu Năm luôn á. Cái tấm này không biết tấm gì đó. Mình chỉ gọi là cái lồng bào hay là gì đó nghe nó phủ vậy rất là đẹp luôn. Bây giờ mình để cho nó cháy ở đây ha, rồi mình vô trong mình quay nơi an nghỉ của cậu Năm này thôi. Cậu Thành hồi nãy giờ chạy ở đâu mới xuống luôn. Nãy giờ cậu Thành chạy đâu cậu Thành. Thấy cậu Thành đang kiếm xong cậu Thành mới vô đây không thấy mình. Yêu mến cậu lắm. Yêu mến cậu mới quay đó. Thành đó. Anh đi Thành đó, Thành đó. Nãy giờ tìm cậu Thành thấy không? Cậu trốn ở đây mà cũng kéo cậu ra thấy không? Tìm nãy giờ luôn không? Không thấy cậu Thành đâu, giờ mới thấy nè. Mười lăm ếch Bình Dương xin kính chào quý cô chú quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của Mười lăm ếch Bình Dương ha. Thì như các cô chú các anh chị thấy thì hiện tại là người nhà của cậu Năm Vũ Linh hiện tại thì đã lên và đang trang trí trang hoàng lại cái mộ của Năm cho nó sạch sẽ cho nó đẹp hơn. Thì ở đây chị dâu thì cũng đang là tưới nước nè. Rồi anh Thanh, anh Sô thì mới đốt cái tấm khăn tròn ha. Đó. Bên đây thì chị Thảo cũng đang gọi là cắt tỉa lại những cái cành hoa lan cho nó sạch sẽ. Sắp xếp lại cho nó gọn gàng. Quá là tuyệt vời luôn. Thì bây giờ là khoảng hơn 3 giờ chiều thôi. Hôm nay là ngày Chủ nhật, là ngày thứ 50 của cậu Năm Vũ Linh. Đó thì như các cô chú anh chị thấy thì chiều nay cũng rất là đông ha. Ở trên bàn thờ của cậu Năm thì bánh pía nè, chôm chôm, măng cụt, bơm, táo, xoài, quýt, cam rất là nhiều luôn, nho nè, bia Heineken nè, rất là nhiều loại bánh cũng như là trái cây, hoa tươi ha. Quá là tuyệt vời luôn. Mười lăm ếch Bình Dương xin chúc cho toàn thể quý cô chú quý anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chưa biết nữa. Ta gửi giấy mời rồi mà để coi.
thứ bảy này là giỗ tổ Hùng Vương đó. Hình như là Hoa Viên tổ chức ở trong cái đền Hùng Vương trong đây nè, cái chỗ mà nói chung là cũng rất là đẹp nha, nhưng mà cũng rất là ít người biết đến. Dạ. À, em thấy ở ngoài kia để có rất là nhiều ca sĩ ha, thì có khả năng là mời gia đình. Để em chuẩn bị ba lô, em để đồ rồi em xuống. Thứ bảy tuần này đúng không? $70,000 một đó đó các cô. Đây là hoa cúc mẫu đơn, một cái loại hoa cúc được nhập khẩu từ Hà Lan, rất là đẹp luôn. Phải nói là mộ của cậu Năm rất là đẹp luôn, tràn ngập hoa lan. Không, cái hoa đó để vậy thì nhìn đẹp hơn á. Hoa ly cắm vô chậu thì nó sẽ lâu tàn ha. Đúng rồi. Thì như các cô chú anh chị thấy thì anh Sô cùng với chị Nga, cùng với người nhà đang cắm lại những cái hoa cho nó đẹp hơn. Hôm nay là ngày thứ 50 của cậu Năm Vũ Linh ha. Nhang khói thì lúc nào cũng nghi ngút. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép lại video này. Cảm ơn tất cả các cô chú các anh chị đã xem video. Nếu các cô chú các anh chị xem video thấy hay, hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.